Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì em thay mặt Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên sẽ chia sẻ một số thông tin về cái khóa học tiếng Anh tiểu học tại Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên ạ. Ở cái khóa học tiếng Anh tiểu học của Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên thì sẽ gồm 5 điều cơ bản. Thứ nhất đó là lợi ích về cái khóa học tiếng Anh tiểu học. Thì cái khóa học tiếng Anh tiểu học này thì sẽ mang lại lợi ích gì và sẽ dành cho độ tuổi nào ạ? Chương trình tiếng Anh tiểu học của Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên là cái chương trình dành cho các bạn nhỏ từ độ tuổi 8 đến 11 tuổi. Đây là cái chương trình tạo dựng nền tảng cho học viên trước khi đến cái kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đánh giá năng lực tiếng Anh ở cái kỳ thi tiếng Anh Cambridge lấy chứng chỉ ở cấp độ Mover và Flyer do Đại học Cambridge Anh cấp chứng chỉ. Ở giai đoạn này, ở trong cái khóa học này thì trẻ sẽ được làm quen với các cái chủ đề ngữ pháp song song. Ngoài ra thì các con cũng sẽ tiếp tục tăng cường các cái kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời thì chương trình của Bộ Giáo dục sẽ được kết hợp với các cái buổi học ở Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên để giúp các con, đảm bảo các con sẽ được trau dồi cái kiến thức cũng như là cải thiện các cái trình độ ngôn ngữ một cách khoa học cũng như là hợp lý nhất ạ. Ở cái giai đoạn tiếng Anh tiểu học này thì các học viên sẽ trải qua 3 cấp độ, đó là Big 1, Big 2 và Big 3. Ở mỗi cấp độ này thì học viên sẽ trải qua từ 9 tháng đến 1 năm tùy theo vào cái trình độ tiếp thu của trẻ. Đấy là những cái lợi ích mà cái khóa học tiếng Anh tiểu học dành cho các con. Đó là thứ nhất, đó là các con sẽ thi được cái chứng chỉ tiếng Anh Cambridge này. Em sẽ nhắc lại, đó là thi được chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ở cái cấp độ là Mover và Flyer do Đại học Cambridge cấp chứng nhận ạ. Thứ hai, đó là các con sẽ làm quen cũng như là tăng cường cái khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra thì ở Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên, các con sẽ có những cái cơ hội trải nghiệm cũng như là giao tiếp hàng tuần, hàng ngày và hàng tháng. Các con sẽ có những cái bài kiểm tra đánh giá năng lực để kiểm tra cái trình độ giao tiếp cũng như là đánh giá khả năng, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các con. Thứ hai, đó là em muốn nói tới đó là nội dung khóa học tiếng Anh tiểu học. Thì ở trong cái khóa học tiếng Anh tiểu học thì có nội dung gì? Nội dung thì các con sẽ cần phải học đó là về một, thứ nhất đó là từ vựng. Thứ hai, đó là các con sẽ phải học mẫu câu. Thứ ba là các con sẽ phải học để thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. Thứ tư, đó là các con học về cấu trúc ngữ pháp. Thứ năm, đó là các con sẽ học về các cái kiến thức khoa học tự nhiên. Thứ sáu, đó là các con sẽ học về các cái nền văn hóa của các nước trên thế giới. Đấy là các cái nội dung của khóa học tiếng Anh tiểu học ạ. Thứ ba, vấn đề thứ ba đó em muốn chia sẻ, đó là các cái kỹ năng cũng như là các cái mục tiêu đầu ra của cái khóa học tiếng Anh tiểu học là gì. Thì em cũng xin chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất, ở trong cái cấp độ Big 1 thì mục tiêu kiến thức của các con thì sẽ học thì sẽ mục tiêu của các kiến thức sẽ là gì. Thứ nhất, đó là các con sẽ phải học ngữ pháp. Thứ hai, đó là các con sẽ học 9 chủ đề nâng cao về từ vựng cũng như là mẫu câu. Và các cái chương trình của Bộ Giáo dục thì sẽ được lồng ghép xuyên suốt vào các cái chương trình học tập của các con và các cái chương trình theo chủ đề như là Trung thu, để Giáng sinh, Halloween hay Tết Nguyên đán thì sẽ được lồng ghép vào các cái chương trình học của các con. Các con ở trong cái giai đoạn Big 1 này thì các con cũng sẽ được làm quen với các cái bài thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ở cái cấp độ là cấp độ Mover. Thứ hai, đó là cái mục tiêu kỹ năng ở cái cấp độ Big 1 này là gì. Cái cấp độ mục tiêu kỹ năng ở cấp độ này thì Trung tâm Anh ngữ San Ta Trường Yên các thầy cô yêu cầu cho các con, đó là mục tiêu đó là các con sẽ phải nghe được, nói được, viết được và giao tiếp được rồi. Thứ hai, đó là cái cấp độ Big 2, các con vẫn tiếp tục nâng cao cái khả năng của các con ở 9 chủ điểm nâng cao từ vựng cũng như là mẫu câu. Các cái chương trình của Bộ Giáo dục sẽ được lồng ghép vào các cái kiến thức khoa học, các cái kiến thức cũng như là các cái bài học của các con tại trung tâm. Các cái chủ đề văn hóa cũng sẽ được lồng ghép vào các cái chương trình học tập của các con xuyên suốt trong một năm. Và các con cũng sẽ được làm quen với các cái dạng bài thi ở cái chứng chỉ cấp độ chứng chỉ ILE ở cái cấp độ là Flyer. Ở cái cấp độ Big 1 thì các con, Big 2 thì các con sẽ được đạt được cái mục tiêu kỹ năng là gì. Kỹ năng ở đây, kỹ năng
các con sẽ mục tiêu kỹ năng của con sẽ được đẩy lên hơn một chút, đó là kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo ra thì các con cũng sẽ giao tiếp tốt ở các cái mẫu câu cũng như là các cái chủ đề giao tiếp cơ bản trong cái quá trình các con học tập. Tiếp theo đó là cấp độ Big 3. Ở cái Big 3 này thì mục tiêu kiến thức là gì thì cái phần ngữ pháp của các con cũng sẽ được chú trọng. Thứ hai đó là 9 chủ điểm nâng cao về từ vựng mẫu câu cũng sẽ được nâng cao lên. Thứ ba đó là được cái chương trình giáo dục tiếp tục sẽ được lồng ghép ở trong các cái hoạt động cũng như là học tập tại Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên. Và trong cái chương trình xuyên suốt của một năm tại Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên thì các con cũng sẽ được lồng ghép vào các cái chương trình hoạt động như là Trung thu, Giáng sinh, ngày lễ, các ngày lễ Nguyên đán cũng như các ngày lễ nổi, các ngày lễ trên thế giới. Ở cái cấp độ Big 3 này thì các con sẽ tiếp tục được sử dụng ngôn ngữ để thi, các con sẽ tiếp tục được các thầy cô giáo ôn luyện cũng như là cho các con đi thi lấy cái chứng chỉ tiếng Anh cam kết ở cấp độ là Mover và Flyer tùy theo vào cái khả năng cũng như là trình độ của trẻ. Ở cái mục tiêu kỹ năng này thì mục tiêu kỹ năng của trung tâm sẽ đề ra cho các con ở trong cái cấp độ Big 3 này là các con sẽ phải giao tiếp tốt này, nghe nói đọc viết tốt và các con sẽ phải thi được cái chứng chỉ tiếng Anh cam quýt hoặc cái cấp độ Mover và Flyer tùy theo vào cái khả năng cũng như là trình độ nhận thức của. Dạ vâng ạ, trong cái học tập đa phương tiện cũng như là học tập hiệu quả vượt trội thì Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên luôn mong muốn là mang lại những cái cơ sở vật chất học tập tốt nhất dành cho các con. Nhất là các con sẽ được học với bảng tương tác chấm chạm. Thứ hai đó là các con sẽ sử dụng giáo trình BIC, giáo trình chính là giáo trình BIC. Thứ ba là các con sẽ được học với các cái công cụ giáo cụ trực quan khi trong quá trình học. Thứ tư đó là các con sẽ được sử dụng các cái phần mềm tương tác để trong cái quá trình học tập được tốt hơn. Ngoài ra thì ngoài cái chương trình học chính ra ở Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên ra thì các con sẽ được, tất cả các bạn nhỏ của Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên sẽ được tham gia tất cả các cái hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa rất là đa dạng và bổ ích mà trung tâm tổ chức hàng năm như là lớp học ngoài trời này, câu lạc bộ tiếng Anh hay là các cái chương trình cũng như là các cái cuộc thi tiếng Anh mà Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên tổ chức. Ngoài ra thì các con cũng sẽ được học những cái lớp học kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo hoặc là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để được lồng ghép trong các cái chương trình nhằm xây dựng một công dân toàn cầu trong thời đại 4.0 ạ. Dạ vâng ạ, đấy là những cái chia sẻ cũng như là những cái nội dung của cái khóa học tiếng Anh tiểu học mà em đã chia sẻ với anh chị. Nếu anh chị còn thắc mắc cũng như là chưa hiểu về một số cái nội dung khóa học tiếng Anh tiểu học thì có thể truy cập vào trang page Santa Trường Yên hoặc là truy cập vào website santa.vn để có thể cập nhật được những cái thông tin cũng như là tìm hiểu về các cái khóa học tiếng Anh ở Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên rõ hơn ạ. Các bạn xin cảm ơn các anh chị cũng như là các bạn đã lắng nghe và theo dõi cái video này của Trung tâm Anh ngữ Santa Trường Yên ạ.